Những triệu chứng khi xài kem Cornell có thể sẽ khiến cho bạn vô cùng hoang mang và lo sợ. Nếu bạn không biết cách xử lý những triệu chứng này, thì có thể khiến cho da mặt bạn hư hỏng mà không thể chữa khỏi được. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ cho bạn biết cách xử lý đúng nếu có những triệu chứng không như mong muốn và yên tâm sử dụng nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bản chất của kem là có thể gây bong da. Chính chai nước hoa hồng làm cho da bị rát đỏ, sau đó bong da trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày. Trong thời gian bong da, thì bạn sẽ thấy da bong ra những vảy li ti giống như bị phể da vào mùa đông vậy. Lúc này da của bạn sắp được tái tạo xong rồi. Khoảng vài ngày sau đó bạn sẽ thấy da đẹp hẳn ra. Nguyên nhân bong da, đỏ rát da là do chai nước hoa hồng gây nên. Nên sau khi bong da rồi thì bạn hãy xài chai nước này ít lại, một tuần xài 2 đến 3 lần là được. Lúc này chủ yếu xài hũ kem dưỡng để dưỡng da cho đẹp thôi. Một số trường hợp xài kem Cornell không có hiện tượng gì như không đỏ rát da, không bong da thì có thể do da bạn không hợp với kem Cornell này, hoặc do bạn mua nhầm phải hàng giả, vì kem Cornell hàng nhái nhiều lắm. Kem Cornell hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Cornell hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.